Nhưng mà người ta hỏi nè, ngày sau ngày hôm qua không lúc dậy rồi, rồi mắc gì ông đợi tôi làm chi sao không đi luôn, không chạy luôn? Nói chung là em cũng ngại. Ngại hả? Ngại gì? Ai biết ông là ai đâu, ông biết tôi là ai đâu mà ông ngại? Chung là nếu mà em bỏ đi em cũng cảm thấy cũng không được á nhỉ. À, ngủ không được. Tôi cũng mới thấy người lạ lạ giống như ông á, gặp tôi là tôi đi mất tiêu rồi đó chứ. À, thôi giờ nè tôi nói này, nói chung là cái sự việc nó như là tai nạn, nó không có ai mong muốn đâu, nhưng mà tôi thấy ông là ông chân thành vậy là tôi rất là thích rồi đó, tôi rất là quý. Nhưng mà quê ở đây luôn hay là ở đâu? Em ở ngoài kia vào đây hai À, rồi vô đây làm thôi. Bây giờ tôi nói là quá ai nào nói nghe nè, cầm này, cầm này, cầm này anh chưa. Đây, ngày qua em nó đụng cái xe cho nên là bữa nay đem tới này được mấy ký đây. Nói chung em cũng không cân này. Không có cân hả? Bây giờ quý quá mà tôi nói này, tôi ngày qua là xong xong chuyện của ngày qua rồi, đúng chưa? Bây giờ ở đây có ít tiêu ở đây thì giờ tôi nhận, nhưng mà giờ tôi cũng không có tiền, tôi hết tiền rồi, dạo này kinh tế khó khăn tôi cũng khổ lắm. Giờ tôi còn được triệu mấy à, giờ tôi gỡ 500. Như vậy là ngày hôm sau thì bác Tài đã quay trở lại để gặp thanh niên này và nhận được câu trả lời, đó chính là vì em ngại không ngủ được cho nên em đã không bỏ đi mà đứng đấy để chờ anh. Thanh niên cũng không quên mang một ít tiêu để bù đắp về tinh thần cho bác Tài ạ. Anh sẵn sàng bỏ luôn 1 triệu ra để mua lại số tiêu này. Thật tuyệt vời đúng không ạ? Các bạn thấy sao? Nếu mà chưa xem phần 1 thì có thể kích link ở phía dưới nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, hãy đăng ký kênh Tôi Tin Tức để cập nhật những video mới nhất, hay nhất tại Việt Nam mỗi ngày.